Cây cảnh Hà Thành hôm nay xin chào các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ đi làm công trình ở Eco City thuộc quận Long Biên. Đây là các cây mình sắp xếp để chuẩn bị đi công trình. Đây là anh Dũng Béo đang xếp cây lên xe đây. Tầm này mình hẹn khách là 2 giờ chiều rồi. Ngoài chuyến đi công trình này ra, ngoài Dũng Béo còn có cả vợ tôi. Đây. Ngại lên không dám lên hình mọi người ạ. Em cầm. Em cầm khẩu trang nhá. Không là không được vào khu chung cư đâu. Đây là anh Dũng Béo, anh họ tôi. Còn đây là con Đô Đần Độ, bảo vệ của nhà tôi. Let's go, đi thôi. Theo dự kiến, đi từ đây sang đấy cũng phải tầm mất tầm 45 phút đến 1 tiếng ạ. Vâng, khu Eco City này là thuộc quận Long Biên nhé. Của Vinhome, Riverside hay sao ấy, tôi cũng chả để ý. Đây là một khu rất đẹp và yên tĩnh. Đấy, không gian xanh thì rất là nhiều luôn. Hôm nay chúng tôi đến đây và sẽ thiết kế lại ban công của một chị tôi quen trên Facebook. Và chị có nhờ tôi đến tư vấn và thiết kế hộ. Đây, hai người đã ra rồi. Và bây giờ tôi sẽ đi thiết kế đây mọi người ạ. Đây, mãi tìm mới được chỗ đỗ xe. Chúng tôi đang hạ cây đây mọi người ạ. Đây là quang cảnh của khu đô thị bọn tôi chuẩn bị làm. Đây, bọn tôi sẽ bê. Tôi tuy không bê được nhiều nhưng cũng sẽ cố giúp đây. Đấy, một tay một cây. Let's go. Ôi, có thang máy này. Đây, chúng ta cùng đến với số nhà 504. Đây là nhà chúng tôi sẽ thay đổi lại cây. Đây. Đây là ban công cũ của gia chủ và chúng tôi sẽ cải tạo lại chỗ này. Đây là đất cũ của các chậu cây và chúng tôi sẽ phải trộn thêm đất. Công việc có vẻ hôm nay rất là nặng nề đây. Đây, chậu cây trước. Chủ nhà trồng cây gì tôi không biết. Bây giờ tôi sẽ kết hợp cây phát ở lối này. Hồng môn, phú quý và thường xuân. Bốn cây này đều cùng một hệ thống tưới như nhau. Một tuần hai lần tưới. Đây, chúng tôi sẽ gỡ hết các cái đất cũ ra và trồng đất mới. Đây là cây tổ yến này, rất ưa nước.
và chỉ sống được ở trong không khí mát mẻ. Còn đây là cây hạnh phúc, nó sống cũng giống cây tổ yến. Còn đây là vợ tôi và ông anh tôi đang tích cực ngồi trồng cây. À quên mất, xin giới thiệu mọi người, đây là cây dương xỉ pháp, lá cực kỳ cứng và rất là đẹp. Vì không gian bé này tôi sẽ quay hơi kém nên là mong mọi người thông cảm. Đây là bác đang ngắm bọn tôi trồng cây đây. Vâng, sau hơn tiếng đồng hồ chúng tôi đã hoàn thành được một bên rồi. Được chú chào con. Đây. Đừng quay quá rồi, lắm đây. Cái này là cây của mình đây này. Không những trồng đẹp, chúng tôi còn dọn dàng, gọn gàng, sạch sẽ. Đến bây giờ 7 rưỡi, chúng tôi đi từ 2 rưỡi. Tổng vị trí trồng một công trình mất 5 tiếng. Nhưng vì sự hài lòng của quý khách, chúng tôi cũng chẳng ngại vất vả đâu. Thank you mọi người nhá. Bye bye, hẹn nhau ở vlog khác.